202.000 tỷ đồng là con số mà Ủy ban Giám sát Tài chính vừa công bố về nợ xấu của các ngân hàng tính đến hết quý 1 năm 2012, tương đương đạt tỷ lệ là 8,6%. Đây cũng là con số đã làm rúng động thị trường kinh tế tài chính thời gian qua. Bên cạnh đó, theo dự báo của các chuyên gia, với tốc độ gia tăng nợ xấu như hiện nay, thì đến hết quý 2, con số nợ xấu thực của toàn ngành có thể vọt lên trên 10%. Qua số liệu trên, nhiều người tin rằng việc thành lập công ty mua bán nợ xấu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh hiện nay, cái việc thành lập các công ty tài chính ấy, đó là một trong phương thức để mà giúp cho các ngân hàng có thể là vừa giải quyết được vấn đề nợ xấu, đồng thời có thể khả năng thông qua các công ty tài chính, thông qua quỹ đầu tư để mà tăng cái vốn tự có lên để đảm bảo cho cái tính thanh khoản của ngân hàng có thể mà trở nên lành mạnh hơn trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, thành lập công ty mua bán nợ không chỉ giải quyết được khó khăn mà các ngân hàng đang gặp phải, thông qua đó còn góp phần làm ổn định thị trường, giúp thị trường phát triển. Ở Việt Nam, các ngân hàng cũng đã có các công ty mua bán tài sản AMC. Tuy nhiên, các công ty này chưa đủ năng lực thẩm định và xử lý các khoản nợ xấu. Do đó, sự ra đời của những công ty mua bán nợ xấu thực sự chuyên nghiệp, mang tính minh bạch, trung thực, phần nào sẽ làm thị trường sôi động hơn. Theo tôi được biết thì các ngân hàng thì bây giờ một số ngân hàng đang có những khó khăn về nợ xấu, và để giải quyết thì theo kinh nghiệm thế giới thì người ta có thể là sẽ tập trung vào tìm các biện pháp để giải quyết nợ xấu, và thông thường như thông lệ thế giới thì người ta sẽ tìm biện pháp để có thể bán các khoản nợ cho cái công ty mua nợ chuyên nghiệp. Ở Việt Nam thì công ty mua nợ họ cũng mới chỉ hoạt động ở chừng mực là mua bán các khoản nợ liên quan đến nhà nước. Tuy nhiên do vậy là các cái đối với khoản nợ của các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay thì theo tôi là sẽ phải tìm cách để đánh giá cái giá trị tài sản đảm bảo và tìm cách nỗ lực để làm sao có thể bán được các tài sản đảm bảo đấy ra thị trường. Để bắt tay vào việc giải quyết vấn đề nợ xấu đang tồn tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất giải pháp thành lập công ty mua bán nợ xấu quốc gia với vốn điều lệ khoảng 100.000 tỷ đồng. Nếu hoạt động của công ty này thật sự hiệu quả thì sẽ giúp cho việc cân đối kế toán của ngân hàng được sạch sẽ, và điều quan trọng hơn hết là ngân hàng sẽ có được nguồn vốn thật. Thành lập công ty mua bán nợ chính là bước khởi đầu rất quan trọng của quá trình tái cơ cấu.